Nguyên Tôn tập 8, Đại tướng quân vệ Thương Lan, Vũ Hoàng thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bàn tay tề nhạc lập lòe ánh sáng màu xanh, tuy độ dày của luồng sáng này chỉ hơn đường ngón tay một chút, nhưng mỗi khi tia sáng lóe lên, có thể nghe thấy âm thanh không khí bị xé rách, từ đó có thể thấy rõ lực sát thường kỳ người của luồng sáng này. Mà tất cả mọi người ở đây chỉ cần lướt mắt nhìn một cái đã biết rõ lai lịch của luồng sáng này. Đây chính là Huyền Mang thuật, một trong những nguyên thuật cao cấp nhất của Tề Vương phủ. Quy lực của nguyên thuật này cực kỳ đáng sợ, nếu người khác gặp phải kẻ sử dụng chiêu này bọn họ cũng không có can đảm chống lại cho nên khi thấy tề nhạc sử dụng nó cộng thêm việc hắn có được sức mạnh của bát mạch trừ phi là người đã tiến vào dưỡng khí kỳ bằng không rất ít người có thể đánh bại hắn vì vậy cục diện trên thạch đài lại đảo ngược lần nữa chu nguyên người có thể ép ta phải dùng đến chiêu thức này quả thật người rất lợi hại ta không thể nào ngờ tới tên phế vật của nửa năm trước hôm nay hắn lại có thể uy hiếp đến ta như thế toàn thân tề nhạc tác ra sát ý hắn nhìn chu nguyên chằm chằm âm u nói Ngươi khiến ta có cảm giác ngươi là mối uy hiếp rất lớn đến kế hoạch của bọn ta, vì vậy, tốt nhất là ta nên đánh ngươi tàn phế thêm lần nữa. Tề nhạc nở nụ cười dữ tợn. Trong khi đó, Trung Nguyên vẫn nhìn tròng trọc vào ánh sáng màu xanh đang lập lòe trong lòng bàn tay tề nhạc, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không có nghĩ đến trường hợp này, không ngờ tề nhạc cũng luyện thành huyền mang thuật. Nhưng mà, luồng sáng trong tay tề nhạc rất mờ nhạt lại không hề ổn định, xem ra hắn đã cố hết sức mới có thể thi triển đến chiêu này mặc dù tề nhạc chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng uy lực của nó so với huyền nguyên thuật hạ phẩm bôn lôi quyền thì mạnh hơn gấp mấy lần suy nghĩ của ta thì ngược lại nhìn thấy vẻ mặt hung ác tràn đầy sát ý của tề nhạc trung nguyên thản nhiên nói từ đầu đến cuối trong mắt ta người không phải là điều uy hiếp gì cả chẳng qua chỉ là một vật trở ngại trên con đường tu luyện của ta mà thôi nghe trung nguyên nói thế con người trong mắt tề nhạc co rụt lại hắn tức giận đến mức muốn cười to bản thân hắn lại bị một tên phế vật nói cho hắn biết rằng hắn chỉ là một vật cản nho nhỏ trên con đường tu hành của người ta thật sự sỉ nhục hắn quá mức rồi. Hy vọng một chút nữa khi ngươi quỳ gối dưới chân ta, bản thân ngươi còn sức để nói ra những lời này. Lúc này, sát ý trên người đề nhạc đã lớn đến tột đỉnh, khi thế bắt đầu hung ác hơn hẳn, mà luồng sáng xanh trong lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu chuyển động, sau đó bàn chân hắn giẫm một cái, được đạp mạnh đến mức khiến mặt đá dưới chân hắn vỡ vụn thành nhiều mảnh, còn bản thân hắn thì nhanh như tên bắn, lao thẳng về phía trung nguyên trong âm thanh kinh hãi của mọi người. Luồng sáng mỏng manh trên tay hắn xé rách không khí, tản ra khí thế cực kỳ bén nhọn, đối ngược với hình ảnh tề nhạc tràn đầy khí thế hùng ác đang lao đến thì chu nguyên lại đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích trong mắt mọi người trong quảng trường bộ dạng hắn lúc này giống như bị khí thế của tề nhạc dọa sợ đến choáng váng rồi cùng lúc này ở bên giáp viện gương mặt tô ấu vi trở nên trắng bệch bản thân cô gần như không nhịn được muốn nhảy lên thạch đài nhưng lại bị lý trí kiềm chế lại sở thiên dương đứng cạnh cô cũng nắm chặt tay sắc mặt cũng trở nên căng thẳng ông nhìn chằm chằm về phía thạch đài không dám chớp mắt mà chu kình ngồi trên đài cao cũng hơi nghiêng thân thể về phía trước ông bắt đầu khởi động nguyên khí trong cơ thể để có thể kịp thời ra tay ứng cứu tránh cho Chu Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn Tề Vương Tề Uyên ngồi ở phía dưới thì lại mỉm cười, giống như thắng lợi đã thuộc về bọn họ. Trong lúc tình huống vô cùng căng thẳng, dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc đang lao đến, hắn lại nhỏ giọng giống như tự hỏi, Huyền Mang thuật rất lợi hại sao? Lời nói vừa dứt thì hắn lập tức đạp một chân về phía trước, thân thể chợt run lên một cái, sống lưng khẽ cong, sau đó hắn quát lớn, lòng hấp thuật, giống dường như có tiếng rồng gầm thét vang lên trong không trung mà nguyên khí xung quanh đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng lọt thẳng vào miệng trung nguyên đến thời điểm hiện tại thì trung nguyên đã tu luyện thành tạo cửu thập bát thức đoán long hí rồi vì vậy hắn không cần phải thi triển toàn bộ chiêu thức chỉ cần xương cốt trong cơ thể hắn rung động một chút thì hắn đã có thể sử dụng long hấp thuật sau khi luồng nguyên khí đi vào cơ thể hắn thì lập tức xoay tròn trong kinh mạch tốc độ mỗi lúc một tăng luồng khí này không ngừng xoay tròn rồi nén chặt lại khi trung nguyên ngẩng đầu lên hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn hung ác của tề nhạc vừa vươn bàn tay ra cảnh tượng tiếp theo khiến gương mặt của đám người vây xem trong quảng trường đều lộ vẻ không thể tin được trong lòng bàn tay chu nguyên cũng xuất hiện một lường sáng màu xanh quang màng lập lòe mang theo y lực có thể xé rách không khí hơn nữa ánh sáng trên tay chu nguyên so với tia sáng trên tay tề nhạc thì không khác biệt lắm chẳng qua màu sắc trên tay chu nguyên thì đậm hơn một chút quan trọng nhất độ bao phủ trên tay chu nguyên cũng khoảng một tấc trong khi của tề nhạc chỉ khoảng phân nửa đầu ngón tay lúc này quảng trường lại ầm ĩ thêm lần nữa Chiêu thức mà Chu Nguyên Điện hạ đang sử dụng, có phải cũng là Huyền Mang thuật không? Không thể nào, Huyền Mang thuật không phải chỉ có Tề Vương phủ mới có hay sao? Chu Nguyên Điện hạ làm sao có thể học được? Hơn nữa ánh sáng trên tay Chu Nguyên Điện hạ còn đậm hơn rất nhiều mà thời gian lóe sáng cũng lâu hơn hẳn, trình độ rõ ràng hơn hẳn Tề Nhạc. Không thể nào. Âm thanh kinh ngạc liên tục vang lên, cảnh tượng đang diễn ra khiến bọn họ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Tề Nhạc đang lao đến cũng nhìn thấy, hắn nhìn chằm chằm vào chùm sáng không ngừng lóe lên trên tay Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy biểu cảm trên mặt hắn, khóe môi không nhịn được nhếch lên một cái, còn hài hước đùa một câu, ngại ghê, ta cũng tu luyện thành công huyền mang thuật nha. Khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì hắn đột nhiên bước lên một bước, chùm sáng trong lòng bàn tay lập tức bao trùm khắp bàn tay hắn, sau đó giống như một lưỡi dao màu xanh hùng mạnh chém tới tề nhạc đang lao đến. Xoẹt! Lúc bàn tay vừa chém xuống, không khí cũng bị ảnh hưởng mà nứt ra, ngay cả mặt đá dưới chân cũng bị cắt thành một đường. Dưới vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm về thạch đài, hai tay Chu Nguyên tề nhạc mạnh mẽ đụng vào nhau, đồng thời hai luồng sáng mang theo khí thế sắc bén cũng va vào nhau suy ngay lúc đó dường như có thể nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên hai bóng người chu nguyên tề nhạc vừa lướt qua nhau vài bước thì cả hai đều dừng lại cùng lúc hiện tại cả hai người bọn hắn đang đứng xoay lưng về phía đối phương mà ánh sáng trên tay vẫn không ngừng lại sáng bầu không khí trong quảng trường cũng cực kỳ yên tĩnh bởi vì mọi người đều tập trung vào những gì đang diễn ra trên thạch đài trong lòng mọi người đều hiểu trận đấu này sắp phân thắng bại rồi không thể nào đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên Phá vỡ không khí yên tĩnh trên thạch đài mà người lên tiếng lại là Tề Nhạc. "Sao ngươi có thể học được Huyền Mang thuật, hơn nữa còn mạnh đến mức này?" "Cái này là do ngươi tặng cho ta." Chu Nguyên bình tĩnh trả lời lại hắn. Còn ngươi Tề Nhạc co rụt lại, sau đó hắn giống như đã nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. "Thì ra, La Hạo đã bị ngươi giết chết." Hèn chi dù hắn có dùng cách gì cũng không tìm ra được tung tích của La Hạo, thì ra người đã sớm bị Chu Nguyên giết chết, mà Huyền Mang thuật cũng rơi vào tay Chu Nguyên, cho nên hắn mới có thể tu luyện được. Trung Nguyên không thèm để ý tề nhạc đang nghĩ gì, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng tung bay về phía sau, sau đó giống như có một cơn gió mạnh rít vào thổi tới. Sau khi kình phong tan đi thì khắp nơi trên quảng trường bắt đầu phát ra tiếng la hét hoảng sợ, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy cảnh tay tề nhạc đột nhiên rơi xuống đất, máu từ bà vai hắn phun trào chảy khắp mặt đất, vết cắt vô cùng trơn nhẵn. A, à, đúng lúc này tề nhạc bắt đầu hét thảm lên. Quảng trường yên lặng không một tiếng động, người đứng vây xem thạch tài chỉ im lặng nhìn tề nhạc đang la hét ở đằng kia. Tất cả mọi người đều hiểu, trận đấu này đã có kết quả nhưng kết quả này lại nằm ngoài dự tính của bọn họ không một ai nghĩ đến tề nhạc vốn xưng vương xưng bá ở đại chu phủ trong hai năm qua hôm nay lại thảm bại trong tay chu nguyên như thế sau đó từng người đều nhìn về phía chu nguyên đang đứng trên thạch đài điện hạ phế vật trong lời đồn người không thể khai mạch tu luyện trong lúc mọi người không để ý đã bắt đầu lộ ra tài năng xem ra hoàng thất đại chu không hề suy yếu như bọn họ nhìn thấy ngồi trên đài cao chứng kiến cảnh này chu kình lẫn tề uyên cũng bị chấn động nhưng mà sắc mặt chu kình vô cùng vui mừng còn gương mặt tề uyên thì trở nên trắng bịch đặc biệt khi nhìn thấy cánh tay của tề nhạc bị chém đứt lão không kiềm được sự tức giận trong lòng nên lập tức đứng dậy quát tầm một tiếng thủ đoạn của thằng nhãi này thật quá độc ác âm uhm. ngay khi lão vừa dứt lời thì từ chán lão xuất hiện một luồng sáng màu vàng phóng ra ngoài bay vọt lên cao rồi hóa thành một bàn tay màu vàng mạnh mẽ lao xuống vồ trung nguyên nếu một trường này đánh xuống thì toàn bộ thạch đài nhất định sẽ bị đánh nát nguyên khí tứ phẩm kim thạch hỗn nguyên khí Thời điểm bàn tay to lớn ấy sắp sửa đánh xuống thì một luồng khí màu đỏ cũng phóng lên cao, hóa thành một bàn tay to màu đỏ đậm. Sau đó hai bàn tay mạnh mẽ va vào nhau, nguyên khí tứ phẩm, viêm lưu khí. Ngay lập tức trên không trung vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, uy lực mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân cũng bị chấn động, kình phong quét tới khiến bụi bay mịt mù. Đồng thời giọng nói trầm thấp tràn đầy phẫn nộ của Chu Kình cũng vang lên. Tề Uyên, ngươi muốn tạo phản hay sao? Ầm. Uhm. Chấn động được tạo ra khi hai cường giả Thái sơ cảnh giao phong cực kỳ lớn, giống như đất trời rung chuyển quảng trường lúc này cũng chấn động dữ dội uy áp từ hai người kia khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông ngay khi thanh âm chu kình vừa dứt thì một đoàn cấm vệ quân từ phía sau quảng trường chạy đến đồng thời cũng có một nhóm người từ bên trong quảng trường xuất hiện bên cạnh tề vương bọn họ đều cầm chắc vũ khí trong tay có thể thấy hai bên bọn họ đều có sự đề phòng lúc này bầu không khí ở quảng trường đột nhiên trở nên điêu tàn mà những người thuộc thế lực khác cũng cảm thấy khiếp sợ bọn họ lo lắng trong lòng lẽ nào hoàng thất sẽ khai chiến với tề vương phủ trong ngày hôm nay sao nhưng mà bây giờ cả hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu như đánh nhau lúc này sẽ khiến đại chu xảy ra nội loạn đồng thời cũng khiến người khác chú ý đến khuôn mặt chu kình vô cùng nghiêm nghị mà luồng viêm lưu khí đỏ sậm từ chán ông không ngừng phóng ra ngoài trong không trung có thể nghe thấy âm thanh của sấm sét khí thế mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi ánh mặt ông lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tề vương tề uyên chỉ cần đối phương có hành động gì thì ông sẽ ra tay ngay lập tức dưới cái nhìn sắc bén tựa như chim ưng của chu kình nét mặt tề uyên có chút co giật tuy rằng trong mắt lão vẫn còn ẩn chứa tức giận lẫn sát khí nhưng bản thân lão cũng là người có dã tâm lão hiểu rõ nếu như khai chiến với hoàng thất vào lúc này không cần biết bên nào thắng bọn họ nhất định sẽ lưỡng ngoại câu thương cuối cùng lại may áo cưới cho người khác ám chỉ trai có đánh nhau ngừ ông đắc lợi bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim do đó lão lập tức hít sâu một hơi đè nén phẫn nộ trong lòng đồng thời lão cũng thu lại luồng nguyên khí mạnh mẽ ở trên không trung vào cơ thể trên khuôn mặt âm u kia lại lộ ra nụ cười thân thiết giả dối lão ôm quyền hướng về phía chu kình cất lời giải thích cho hành động khi nãy của mình xin hoàng thượng bất giận thần chỉ nhất thời nóng giận mà hành động lỗ mãng mong hoàng thượng tha tội cho thần sau đó lão quay về phía thạch đại nhìn chu nguyên cười nói nếu như hành động khi nãy của ta khiến cho điện hạ sợ hãi xin điện hạ đừng trách chu nguyên nhìn nụ cười trên mặt tề uyên hắn không nhịn được thầm nghĩ tên tề vương này quả nhiên là người có mưu trí bất kỳ tình huống nào xảy ra lão ta đều có thể co được giãn được chẳng trách có thể khiến phụ phương phiền não đến thế trong lòng chu nguyên cũng trở nên cảnh giác hơn nhưng bề ngoài hắn vẫn nở nụ cười đáp lại tề uyên còn áy náy nói thật ra ta cũng không trách ngài dù sao cũng do ta không biết kiểm soát sức mạnh mà chém đứt một cánh tay của tề huynh đáng lý ra ta cũng nên tự chém đứt một cánh tay của mình bồi thường cho huynh ấy mới phải nghe Trung nguyên nói vậy tề uyên liếc nhìn tề nhạc đang ôm bả vai la hét ở đằng kia khóe mắt giật nhẹ mỗi cái lão chỉ đành nhịn đau trong lòng cười một tiếng rồi nói tiếp trong thi đấu thì quyền cước không có mắt cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể trách tài nghệ của tề nhạc hắn không bằng người khác tề vương có thể thông cảm cho việc làm của ta thì được rồi trung nguyên giả bộ thờ phào nhẹ nhõm một hơi hắn ra vẻ vui mừng nói ha ha tề vương đành cười hai tiếng cho có lệ ánh mắt chợt lóe lão hỏi chiêu thức mà điện hạ vừa sử dụng lúc nãy có phải là huyền mang thuật của tề vương phủ bọn ta không xin cho lão phu được hỏi người một câu điện hạ học được thuật ở đâu thế trung nguyên nghe tề uyên hỏi như vậy hắn cười trả lời lúc trước khi ta còn tu luyện ở hắc lâm sơn thì có kẻ muốn ám sát ta có điều lại bị ta giết chết sau đó ta tìm thấy huyền mang thuật trên người hắn thì ra là thế. Tề uyên nói tiếp, thật trùng hợp, lúc trước tề vương phủ bọn ta cũng bị trộm một thứ, vật đó cũng chính là huyền mang thuật. Lão phù đoán rằng, kẻ ám sát điện hạ cũng chính là kẻ đã lèn vào tề vương phủ trộm đi huyền mang thuật của bọn ta. Sau đó lão nở nụ cười vô cùng ấm áp rồi nói, vậy làm phiền điện hạ một chút, nếu người đã nhặt được vật này thì có thể trả lại cho bọn ta không? Lời tề uyên vừa dứt, Trung Nguyên lập tức nhíu mày, hắn thầm nghĩ, tên tề vương này quả nhiên là con cáo già. Lão cho rằng lão nói một câu thì bọn họ phải trả lại huyền mang thuật cho lão sao, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế. Sau đó Trung Nguyên thở dài một hơi rồi nói, thật ra, nếu ta vẫn giữ huyền mang thuật, nhất định sẽ mang trả lại cho tề vương phủ các ngươi. có điều, thật đáng tiếc, lúc trước chiến đấu với đám nguyên thú trong rừng, ta không cẩn thận đã để bọn nó cắn nát cho nên, ta đã vứt nó rồi. Nụ cười trên mặt tề uyên trở nên gượng gạo, lão nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc trong lòng, lời của thằng nhãi Trung Nguyên này ngay cả con nít, ba tuổi cũng không tin rõ ràng bọn họ không muốn trả lại huyền mang thuật, khổ nỗi lão lại không có cách nào đòi lại được trừ phi trở mặt với hoàng thất vào lúc này. chu kình nhìn thấy một màn này, cho dù trong lòng ông cực kỳ tức giận với hành động láo sược của tề uyên nhưng ông chỉ có thể cười khẩy trong lòng, bề ngoài thì thu hồi lại nguyên khí. ông cũng hiểu rõ thời điểm này vẫn chưa thể khai chiến với tề vương phủ. sau khi hai người kia thu hồi khí thế của bản thân thì bầu không khí căng thẳng trên quảng trường mới dần dần tan đi. tuy bọn họ đều biết rõ hoàng thất và tề vương phủ đối đầu với nhau nhưng giữa hai bên vẫn còn một tầng chắn mỏng ngăn cách nếu hôm nay bọn hắn thực sự xé rách lá chắn này đại chú nhất định sẽ cực kỳ rối loạn đến lúc đó bọn họ một người cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến này tề uyên vất tay một cái lập tức có hai bóng người nhảy lên thạch tài diều tề nhạc bị trọng thương đi xuống mà lúc này trọng tài mới tỉnh táo lại lớn tiếng thông báo giáp viện chu nguyên thắng về phía ất viện không còn ai có thể ra ứng chiến vì vậy tỷ thí lần này giáp viện đã chiến thắng đồng thời cũng là viện đứng đầu các viện năm nay lúc trọng tài vừa thông báo kết quả thì tất cả học viên giáp viện lập tức gieo hò mà những người quan sát cuộc chiến ở trong quảng trường cũng vỗ tay chúc mừng. Trong mắt bọn họ đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên, lại nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên đang đứng trên thạch đài, không một ai có thể đoán được, người không thể khai mạch tu luyện trong truyền thuyết lại có thể tiến bộ đến lúc này. Mà những người từng chứng kiến sự kiện xảy ra 10 năm trước cũng âm thầm thở dài, xem ra kiếp nạn năm đó vẫn không thể nào hủy diệt vị điện hạ này, có thể thấy số mệnh của người này cực kỳ kiên cường. Nhưng mà số mệnh Thánh Long của Trung Nguyên đã không còn, cho nên việc hắn có thể tiến xa được đến đâu trong tương lai cũng không thể nào biết trước được số mệnh thánh long vốn thuộc về hắn nay đã trở thành khí vận trấn quốc của đại vũ mà kẻ đoạt lấy lại chính là đôi song sinh có mệnh mạng tước nếu chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của đại chu thì muốn đoạt lại mệnh thánh long chỉ sợ còn khó hơn leo lên trời trái ngược với bầu không khí vui vẻ bên giáp viện thì ất viện bên này cực kỳ im lặng bầu không khí cũng vô cùng nặng nề mà sắc mặt của viện trưởng ất viện từ hồng trở nên xanh mét toàn thân lão phát ra khí thế giống như núi lửa sắp sửa phong trào rõ ràng vị trí phủ chủ đại chu phủ thiếu chút nữa thì thuộc về lão vốn dĩ lão nghĩ rằng chỉ cần qua ngày hôm nay thì lão có thể khống chế đại chu phủ rồi nhưng thật không ngờ cục diện lại trở thành như thế này lão cho rằng tề nhạc nhất định chiến thắng nhưng hiện tại lại bị trung nguyên đánh bại cùng lúc đó liễu khê đang hôn mê cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại có điều lúc ả à, tỉnh lại cũng kịp nghe tiếng hô của trọng tài khuôn mặt lập tức trắng bệch tề nhạc bị trung nguyên đánh bại ư không thể nào xảy ra chuyện này được ả à, ngây người nhìn về phía thạch đài lúc này ả à chỉ thấy trung nguyên đang chắp tay sau lưng đứng ở đó bóng dáng kiên cường khuôn mặt gầy gò toát ra khí thế sắc bén khiến người khác không dám khinh thường hắn không thể nào hắn không thể nào đánh bại tề nhạc được rõ ràng hắn chỉ là một điện hạ tàn phế thôi mà trong lòng liễu khê không dám tin vào sự thật diễn ra trước mắt à lầm bầm nói học viên ất viện nhìn thấy bộ dạng này của liễu khê thì cảm thấy vui vẻ trong lòng cũng vì thường ngày liễu khê tâm cao khí ngạo ngoại trừ lúc đứng trước mặt tề nhạc thì à luôn khoe mẽ tỏ vẻ bản thân giỏi hơn người khác người luôn cho rằng trung nguyên điện hạ là một con cóc kẻ nên người luôn khinh thường khi nhìn thấy người nhưng mà điện hạ hiện bây giờ ngay cả tề nhạc có giỏi đến mấy cũng không thể nào sánh bằng lời nói lúc trước của tô ấu vi lại vang lên trong đầu ả quả nhiên tô ấu vi nói không sai chút nào so với chu nguyên điện hạ liễu khê ả à mới chính là một con cóc luôn tự cho bản thân mình là đúng trên đài cao tể uyên cũng biết kế hoạch chiếm lấy đại chu phủ đã thất bại sắc mặt lão có chút u ám sau đó hắn nhìn chu kình mà cười diễu một tiếng kết quả phủ thí lần này thật khiến người khác bất ngờ xin chúc mừng hoàng thượng mà vẻ mặt chu kình lại bình tĩnh như thường ông mỉa mai đáp trả ngược lại thì công sức ở đại chu phủ trong những năm qua của tề vương phủ các người đã uổng phí rồi nụ cười trên mặt tề uyên vẫn như cũ lão nói xem như tề vương phủ bọn ta thu bàn cờ này nhưng xin hoàng thượng ngài cũng không nên đắc ý quá mức cho dù không có đại chu phủ thì tề vương phủ bọn ta vẫn mạnh như thường với cả thanh âm lão ngừng lại một chút liếc mắt nhìn chu kình lão mỉm cười nói tiếp có người nói con cả tề hạo của ta rất được đại tướng quân tán thưởng cho nên hoàng thượng ngài nên cẩn thận một chút thì hơn nghe tề uyên nói thế con người chu kình co rụt lại một chút nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi ông nói bản vương tin tưởng đại tướng quân không phải là kẻ dễ dàng phản bội người khác ha ha hy vọng là thế thế nhưng có vẻ niềm tin của hoàng thượng đặt sai chỗ rồi nụ cười tề uyên chứa đầy ẩn ý lão không nói thêm gì nữa chỉ ôm quyền chào chu kình rồi xoay người đi mất nhìn bóng lưng tề uyên ánh mắt chu kình cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều ông biết rõ cho dù kế hoạch chiếm đại chu phủ của tề vương phủ không thành công bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định sau này khi cuộc chiến giữa hai bên nhất định sẽ ngày càng hùng ác nhưng mà cho dù có xảy ra chuyện gì ông tuyệt đối không để sự kiện 10 năm trước tiếp tục tái diễn thêm lần nữa sau khi phủ thí đại chu phủ kết thúc thì trong thành đại chu cũng dậy sóng trong đó chuyện được bàn tán nhiều nhất chính là điện hạ đại chu người không thể khai mạch tu luyện trong người đồn kia đột nhiên tỏa sáng trong phủ thí năm nay với thực lực ở bậc lục mạch lại có thể đánh bại tề nhạc đã sử dụng đến phá mạch quyết để mở được bát mạch sau khi việc này truyền đi khắp đại chu thành tất cả mọi người đều tỏ vẻ không phục đối với chu nguyên có thể nói đây là lần đầu tiên tên tuổi trung nguyên được nhiều người biết đến nhưng không phải vì thân thế của hắn mà nhờ vào thực lực của chính bản thân hắn sau phủ thí đại chu phủ tất cả học viên sẽ được nghỉ ngơi khoảng một thời gian khá dài nhưng mà trung nguyên lại không hề lơi là tu luyện dù hắn đã giành được chiến thắng trong kỳ phủ thí này giống như lời hắn đã từng nói với tề nhạc ở trong mắt hắn thì tề nhạc không phải là mối uy hiếp lớn hắn chỉ là vật cản trên con đường tu hành của bản thân mà thôi mà hắn chẳng qua chỉ vượt qua chướng ngại vật để tiến lên phía trước một tháng sau tại nội điện trong hoàng cung Chu Nguyên bước vào nội điện, nhìn thấy Chu Kình đang ngồi sau bàn sách, hắn lập tức hỏi, phụ vương tìm con có chuyện gì sao? Chu Kình nghe tiếng hắn thì ngẩng đầu lên, ông nở nụ cười hiền từ nói, gần đây con tu luyện thế nào? Việc tu luyện vẫn rất tốt, chẳng bao lâu nữa là con có thể đà thông được đệ thất mạch. Trung Nguyên bình thản trả lời, một tháng qua, hắn không lơ là mà vẫn chăm chỉ luyện tập không quản ngày đêm, cho nên hắn sắp sửa mở được đệ thất mạch rồi. Chu Kình vui vẻ gật đầu, ông thầm nghĩ, cho dù Trung Nguyên có giành được thắng lợi trong kỳ phủ thí nhưng không hề đắc ý mà lơi là việc tu hành cũng may lần này nhờ có con nếu không đại chu phủ sẽ rơi vào tay tề vương phủ rồi nói đến đây thì chu kình lại nhớ đến phủ thí mấy năm trước trong lòng ông có chút lo lắng không kiềm được mà cảm thán một câu bản thân con cũng là một phần của đại chu tất nhiên sẽ ra sức vì sự nghiệp đại chu thấy biểu tình trên mặt phụ vương hắn chu nguyên chỉ cười một tiếng rồi nói chu kình nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ trở lại đột nhiên ông trở nên nghiêm túc nói lần này chúng ta có thể ngăn được kế hoạch thâu chiếm đại chu phủ của nhóm người tề vương phủ nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này phụ vương tề vương phủ rõ ràng là một khối u ác tính của đại chu chúng ta nếu chúng ta muốn đại chu lớn mạnh thì nhất định phải cắt bỏ khối u này trong mắt trung nguyên xuất hiện hàn quang chu kình cũng gật đầu đồng ý với lời nói của hắn tề vương phủ nhất định phải diệt trừ nhưng mà hiện tại thực lực tề vương phủ lại không thua kém hoàng thất đại chu nếu khai chiến nhất định sẽ lưỡng bại câu thương trừ phi trừ phi chu nguyên ngây người hỏi chu kình nhỏ giọng nói trừ phi đại tướng quân có thể đứng về phía hoàng thất giúp chúng ta đối phó với tề vương phủ đại tướng quân ý của phụ vương muốn nhắc đến đại tướng quân vệ thương an ư ừ. nghe phụ vương hắn nói đến đại tướng quân trung nguyên mới suy nghĩ một chút trước đây hắn cũng có nghe người khác nói về vị tướng quân này chu kình gật đầu một cái ông nói tiếp thật ra thế lực ở đại chu vốn có ba phe mạnh nhất thứ nhất là hoàng thất chúng ta thứ hai chính là nhóm người tề vương phủ phe thứ ba thì không ai khác chính là đại tướng quân vệ thương lan vệ tướng quân cũng là một cường giả thái sơ cảnh hơn nữa hắn cũng có một đội quân thương lan dưới trướng đồng thời đội quân này cũng là một trong ba đội quân mạnh nhất của vương triều đại chu mà hai đội còn lại một là cấm vệ quân của hoàng thất chúng ta tề vương vệ của tề vương phủ chính là đội còn lại phụ vương không lẽ vị tướng quân này cũng có dã tâm ư nghe chu kình phân tích các thế lực ở đại chu chu nguyên nhíu mày hỏi chu kình lắc đầu một cái rồi mới nói tiếp nhớ năm đó đại chu đối đầu với đại vũ vệ tướng quân vẫn đi theo ta như cũ cho nên hắn không phải là người có dị tâm hơn nữa chính ta lại có lỗi với hắn bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim khi nhắc đến việc này gương mặt chu kình lộ vẻ buồn bã đã xảy ra chuyện gì chu nguyên tràn đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi chỉ thấy chu kình đột nhiên đứng dậy giơ tay chỉ về tấm bản đồ đại chu treo bên trái chỗ ông chỉ chính là biên giới tây bắc ở đây có một nơi gọi là thương lan quận bên ngoài thương lan quận lại là một mảnh đất màu đen tựa như vực sâu vạn trượng hoàng nhi con có biết nơi này là gì không chu kình chỉ vào vùng đất tối đen trên bản đồ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi hắn đây không phải là hắc uyên sao nhìn thấy vị trí mà chu kình đang chỉ sắc mặt hắn lập tức thay đổi vùng đất hắc uyên này nổi tiếng là khu vực nguy hiểm nhất của đại chu trong đó có vô số loài nguyên thú cực kỳ tàn bạo sinh sống cho nên không ai trong vương triều có thể chiếm nó làm một dương được cũng vì thế mà gần đó tập trung rất nhiều các thế lực lớn nhỏ khác nhau mà các thế lực này có lúc sẽ tấn công vùng biên giới của đại chu bọn chúng cướp của giết người không có chuyện ác nào mà chúng không làm ở khu vực hắc uyên này thì hắc độc thành mạnh nhất thành chủ hắc độc vương cũng là một cường giả thái sơ cảnh tên này nổi tiếng ác độc giọng nói chu kình trở nên nặng nề năm đó khi hắc độc vương tấn công đại chu Bị Vệ Đại Tướng quân cản trở khiến hắn không thể thực hiện được nu đồ, cho nên tên khốn Hắc Độc Vương này lập tức bao vây Thương Lan quận, tuy cuối cùng Hắc Độc Vương cũng bị đẩy lùi nhưng bản thân Vệ Đại Tướng quân lại trúng ám trêu chướng ma độc của Hắc Độc Vương. Dù sao Vệ Đại Tướng quân cũng là cường giả thái sơ cảnh cho nên độc này chỉ khiến hắn đau đớn, không lấy mạng hắn nhưng không ngờ, khi con trai duy nhất của Vệ Tướng quân, Vệ Bân được sinh ra đã bị nhiễm độc khí, khiến hắn bại liệt nằm trên giường đến bây giờ, mỗi ngày đều bị độc khí hành hạ. Sau khi con trai duy nhất của mình bị thương bởi độc khí, Vệ Tướng quân vô cùng tức giận cực kỳ căm hận hắc độc vương kể từ lúc đó hắn không hề rời khỏi thương lan quận nửa bước mà hắc độc vương cũng biến thành cái gai trong mắt hắn trong đầu hắn lúc nào cũng muốn báo thù cho con hắn cũng vì chuyện này mà những năm qua vệ tướng quân luôn đóng quân ở thương lan quận không còn tâm trạng mà để ý đến tình huống xảy ra ở vương triều đại chu nữa thanh âm chu kình dần dần trầm xuống ta biết vệ tướng quân làm vậy vì trong lòng hắn oán giận ta chính ta ra lệnh cho hắn ngăn cản hắc độc vương còn ta thì thống lĩnh binh sĩ bao vây diệt trừ nhưng không ai có thể đoán trước được ngay lúc đó Tề Vương phủ lại ra tay cản trở bọn ta xuất binh, thời điểm bọn ta chạy đến thì vệ tướng quân đã trúng chướng ma độc rồi. Cho nên con trai độc nhất của hắn trở thành như thế, ta cũng có trách nhiệm trong đó. Nghe Chu Kình kể xong, Chu Nguyên mới thông suốt, không ngờ khi xưa lại xảy ra chuyện như thế, hắn lại suy nghĩ đến việc vệ tướng quân trong lòng có khúc mắc với phụ vương, cũng không thèm để ý đến uy nghiêm hoàng thất mà đóng quân ở Thương Lan quận không trở về. Cho dù thực lực hoàng thất lúc đó mạnh hơn bây giờ rất nhiều, chắc hẳn vệ thương lan nhất định sẽ không phản bội lại hoàng thất mà kiếp nạn vệ bần đọc phải cũng không khác gì hắn chẳng qua oán long độc trên người hắn còn hung ác hơn chứng ma độc gấp mấy lần có thể thấy rõ vệ tướng quân thuộc phái trung lập không để ý đến tề vương phủ cũng không chịu sự điều khiển của hoàng thất chẳng trách phụ vương lại nói chỉ cần vệ thương lan đứng về phe nào thì phe đó nhất định sẽ có ưu thế tuyệt đối theo như ta được biết thì tề hạo đứa con cả của tề uyên sau khi hắn tốt nghiệp ở đại chu phủ đã đầu quân dưới trướng vệ tướng quân có người nói bây giờ tề hạo hắn đã có chút danh tiếng ở thương lan quận rồi ta đoán Tề Uyên muốn dùng phương pháp này để tiếp cận vệ tướng quân, khiến người khác nghĩ rằng vệ thương lan đứng về phe hắn. Chu Kình chậm rãi nói ra suy nghĩ của ông. Ánh mắt Trung Nguyên trở nên rét lạnh, nếu vệ thương lan thật sự đứng về phe tề vương phủ, hoàng thất bọn họ nhất định sẽ bị lật đổ. Con cũng đừng lo lắng quá, ta hiểu rất rõ con người vệ tướng quân, hắn chắc chắn sẽ không giúp tề vương phủ đối phó với đại chu. Chu Kình nói, Chu Nguyên lại bình tĩnh trả lời, nhưng hắn cũng không giúp hoàng thất đối phó với tề vương phủ. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Chu Kình khựng lại một chút, ông cười gượng gật đầu, thấy thế chu nguyên thầm than một tiếng đại chu bọn họ bây giờ quả thật không ổn định nguy cơ khắp mọi nơi cho dù hắn có giành phần thắng ở đại chu phủ đi chăng nữa chẳng qua chỉ có thể khiến tề vương phủ bớt kiêu căng một chút mà thôi ngày nào chưa diệt được khối u ác tính này thì ngày đó đại chu vẫn không thể yên bình thật ra lần này gọi con đến là vì phụ hoàng có việc muốn nói cho con biết khuôn mặt chu nguyên trở nên cực kỳ nghiêm túc là chuyện gì vậy phụ vương thấy sắc mặt ông như thế trung nguyên không nhịn được hỏi ánh mắt chu kình lại nhìn về vùng đất hắc nguyên trên bản đồ lúc trước ta nhận được một ít tin tức nghe nói có người phát hiện được di tích còn sót ở gần hắc uyên di tích ư trung nguyên cũng giật mình khi nghe tin tức này vùng đất hắc uyên vô cùng rộng lớn nếu xuất hiện một vài di tích thì đó cũng là chuyện bình thường hai mắt chu kình trở nên nóng rực hắn nhỏ giọng nói có người đi vào di tích phát hiện được một gốc cây kỳ lạ toàn thân đỏ như lửa sinh trưởng dựa vào hấp thụ ánh sáng mặt trời hơn nữa hạt giống tựa như hỏa tinh đó là giống cây gì chu nguyên ủ ủ cả cả hỏi tiếp chu kình trả lời hắn nếu ta đoán không sai nó chính là hòa linh tuệ là nguyên thực tứ phẩm nguyên thực tứ phẩm nghe chu kình nói trong lòng hắn lập tức chấn động khắp thành đại chu này chỉ có hoàng thất bọn họ mới có thể sử dụng nguyên thực nhị phẩm huyền tinh mễ cho dù chỉ là nhị phẩm nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ tốt đối với việc tu luyện của hắn đồng thời hoàng thất cũng dùng nó để lôi kéo không ít nhân tài mà tác dụng của nguyên thực tứ phẩm thì càng khó có thể tính được ngay cả khi đại chu bọn họ trong thời kỳ hương thịnh nhất thì cũng chỉ có người giỏi nhất mới có thể dùng nguyên thực tứ phẩm huyết giao thanh khoa nếu hoàng thất đại chu bọn họ có thể lấy được hỏa linh tuệ thì thực lực của đại chu cũng sẽ gia tăng thêm vài bậc thậm chí sau này đối đầu với đại vũ cũng không cần lo lắng đây chính là đồ vật cực kỳ quan trọng trong chiến lược của một vương triều cho nên khi nghe tới nguyên thực tứ phẩm trung nguyên đã hiểu được nguyên nhân tại sao vẻ mặt chu kình lại kích động như thế hỏa linh tuệ nhất định phải thuộc về hoàng thất đại chu chúng ta trung nguyên nói nếu vật này rơi vào tay tề vương phủ thì thực lực tề vương phủ nhất định sẽ phát triển thần tốc có khi vài năm sau sẽ vượt qua hoàng thất đại chu bọn họ Chu Kình gật đầu đồng ý với lời nói của hắn. Sau đó ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói tiếp: Không chỉ có hỏa linh tuệ, nghe nói trong di tích còn xuất hiện một loại cây lớn giống như ngọc thành, mà quả của cây này có hình dáng như đứa trẻ. Ông nhìn Chu Nguyên đang lắng nghe, chậm rãi nói: Nó còn gọi là ngọc anh quả, có tác dụng tăng thêm tuổi thọ cho người sử dụng. Ừm, uhm. tin tức này giống như một quả bom nổ tung trong đầu Chu Nguyên, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn, trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Lúc Chu Nguyên vừa nghe tác dụng của ngọc anh quả hắn lập tức nghĩ đến việc mẫu thân của hắn bởi vì cứu hắn mà tổn hao tuổi thọ hiện tại bà không thể sống quá 10 năm điều này chính là cây gai trong lòng trung nguyên hắn đã tìm rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ cho bà nhưng thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ cực kỳ hiếm có cho dù hoàng thất bọn họ đã dốc hết lực lượng tìm kiếm nhưng không có một chút tin tức nào thế mà trung nguyên không thể nào ngờ được hôm nay lại có tin tức về nó trung nguyên liếm môi một cái đôi mắt nhìn về phía chu kình lộ vẻ kiên quyết hắn gần từng chữ chúng ta nhất định phải lấy được ngọc anh quả đúng vậy chúng ta nhất định phải có được nó nghe chu nguyên nói thế chu kình lập tức gật đầu đồng ý năm đó cũng do người làm chồng kẻ làm cha như ông vô dụng không bảo vệ được con mình khiến chu nguyên bị oán long độc hành hạ hơn 10 năm qua nếu không phải vì thế thì thê tử của ông tần ngọc cũng sẽ không vì cứu chu nguyên mà lấy máu tươi của mình truyền cho con khiến tuổi thọ của bà bị giảm sút như thế mấy năm nay ông lúc nào cũng tự trách bản thân cho nên lúc nghe tin thiên tài địa bảo có thể gia tăng thêm tuổi thọ ông lại muốn con nói đến vậy phụ vương thông tin này có thể tin được không Chu Nguyên nhanh chóng ổn định lại sự xúc động trong lòng, hắn trầm giọng hỏi Chu Kình. Tin tức này là thật, có người vô tình tiến vào di tích đó, hắn thấy bên trong có hỏa linh tuệ với Ngọc Anh quả nhưng mà bên trong có nguyên thú cực kỳ cường đại canh giữ cho nên hắn chỉ còn cách chạy ra khỏi đó. Chu Kình nói, hiện tại, tin tức đã chuyển khắp nơi, chắc hẳn nhóm người tề vương phủ cũng biết được tin này. Trung Nguyên nhíu mày, nếu hỏa linh tuệ rơi vào tay bọn chúng, hoàng thất nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đối với mỗi một thế lực thì đây chính là thứ không thể thiếu trong chiến lược phát triển chỉ cần người nào có thứ này trong tay thì nó nhất định sẽ làm cho kẻ đó có một lợi thế cực lớn cho dù là xây dựng thế lực của bản thân hay mượn sức từ những cao thủ khác đều rất dễ dàng ừ nghe chu nguyên nói vậy sắc mặt chu kình cũng trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị ông nói tiếp ta tính phái lục thiết dẫn người vào thăm dò trước phụ vương con cũng muốn đi vào di tích tìm kiếm bảo vật chu nguyên lập tức lên tiếng hiện bây giờ hắn đã sắp đột phá được bát mạc tiến vào dưỡng khí kỳ chỉ cần hắn có thể tiến vào dưỡng khí kỳ thì có thể xem như hắn đã đứng vào hàng ngũ cao thủ ở vương triều đại chu Mạnh nhất chính là cường giả thái sơ cảnh, sau đó mới là nhóm thiên quan kỳ, mà những người đã tiến vào dưỡng khí kỳ thì sức mạnh bọn họ cũng không hề kém, nếu gia nhập vào quân đội thì cũng có thể nắm giữ chức vụ quan trọng rồi. Nhìn thấy Chu Nguyên chủ động xin đi cùng Lục Thiết Sơn, Chu Kình cười một tiếng rồi nói, "Lần này ta gọi con đến chính là muốn con cùng đi với Lục thống lĩnh, ngoài ra ta cũng muốn giao cho con một nhiệm vụ vô cùng hệ trọng." "Phụ vương muốn con làm gì?" Chu Kình thở dài một hơi rồi nói tiếp, "Lần này các con đi đến di tích, nhất định sẽ đi qua Thương Lan quần." Thành thật mà nói, ta mong rằng con có thể nghĩ ra cách lôi kéo đại tướng quân để hắn giúp chúng ta đối phó với tề vương phủ ít nhất thì cũng không để cho tề hạo có thể làm cho đại tướng quân đứng về phe của bọn chúng nghe lời dặn của chu kình chu nguyên gật đầu đồng ý dù sao thân phận hắn cũng là hoàng tử đại chu nếu như tự hắn đi đến thương lan quận gặp đại tướng quân thì đã thể hiện được thành ý của hoàng thất đối với vệ thương lan rồi xin phụ vương yên tâm con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giọng nói chu nguyên tràn đầy sự quyết tâm sau đó chu kình lấy ra một viên ngọc giản đỏ sậm trên ngọc giản còn xuất hiện quang mang bao phủ xung quanh ông đưa ngọc giản này cho trung nguyên rồi nói chẳng bao lâu nữa là con có thể tiến vào dưỡng khí kỳ rồi đây là công pháp tu luyện viêm lôi quyết của hoàng thất chúng ta con học xong thì có thể tu luyện nguyên khí tứ phẩm viêm lôi khí con cứ xem qua trước nếu cảm thấy phù hợp thì có thể tu luyện nó trong đây chứa viêm lôi quyết ư ánh mắt trung nguyên lộ ra vẻ ngạc nhiên ở thế giới này nguyên pháp được chia làm chín cấp bậc nguyên pháp có thể luyện ra nguyên khí cho nên nguyên khí cũng phân thành chín cấp bậc công pháp càng cao thì cấp bậc nguyên khí sau khi luyện thành cũng càng cao nhưng mà ở đại chu bọn họ cao nhất chỉ có nguyên khí tứ phẩm đa số mọi người chỉ có thể luyện ra nguyên khí nhất phẩm nhị phẩm lúc trước sư phụ không kịp truyền công pháp khác cho ta không biết chỗ yêu yêu tỷ có hay không chu nguyên liếm môi thầm nghĩ sư phụ thương nguyên của hắn vừa thần bí lại mạnh mẽ như thế công pháp của ông nhất định sẽ mạnh hơn cả viêm lôi khí của hoàng thất bọn họ tuy nghĩ thế nhưng chu nguyên vẫn nhận lấy ngọc giản chứa viêm lôi quyết nếu như yêu yêu không có công pháp khác thì hắn cũng có thể tu luyện cái này dưỡng khí kỳ trung nguyên nắm chặt ngọc giản trong tay trong mắt tràn đầy mong chờ bởi vì khai mạch kỳ chỉ là nền tảng cơ bản trên đường tu hành còn dưỡng khí kỳ mới là chính thức bước vào cánh cửa tu luyện chỉ cần đạt đến cảnh giới đó thì người tu hành mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ huyền diệu của nguyên khí trong hoàng cung đại vũ hoàng thành trấn tuần thành bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh đại kênh youtube di các phim năm đó khi vũ gia phản bội đại chu họ đồng thời đoạt lấy quốc thổ đại chu sau đó đổi tên thành đại vũ thành có thể thấy ý định muốn hoàn toàn lật đổ đại chu khiến cho đại chu không thể chuyển mình bên trong hoàng cung đại vũ từ đại diện kéo dài phía sau trên mỗi tòa tháp cao chót vót nguyên khí dao động mãnh liệt bao phủ khắp ngõ ngách bên trong hoàng cung hoàng cung đại vũ so với hoàng cung đại chu thì to lớn hơn đồng thời cũng canh chừng nghiêm ngặt hơn rất nhiều từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy sức mạnh của hoàng thất đại vũ cực kỳ lớn mạnh mà lúc này ở trong nội điện hoàng cung một thiếu niên mặc áo bào màu vàng đang ngồi xem tấu trương đặt trên bàn gương mặt hắn cực kỳ khôi ngô tuấn tú làn da trắng như ngọc mày kiếm như vẽ. Tuy rằng hắn chỉ ngồi yên một chỗ nhưng trên người lại tàn ra hơi thở tôn quý, cao cao tại thượng, giống như thiên tri kiêu tử, con cưng của ông trời. Trong khi đó, ở sau lưng hắn giống như xuất hiện bóng dáng của một con rồng đang gào thét. Kỳ lạ nhất là chấm đỏ ngay giữa mi tâm của hắn, đôi khi lại lái lên một cái. Người này chính là thái tử của vương triều đại vũ, Vũ Hoàng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nội dung bên trong tấu sớ nhìn bên ngoài hắn còn rất trẻ tuổi nhưng do thân phận của hắn ở đại vũ rất đặc biệt vì thế vũ vương cho phép hắn tham gia giải quyết việc trong nước từ nhỏ ngay lúc này một bóng người từ bên ngoài đi vào cung kính quỳ trước bàn hắn rồi nâng một ống trúc lên nói bẩm thái tử điện hạ bên kia có người truyền tin tới vũ hoàng nhướng mày hắn vươn tay cầm lấy ống trúc từ tay người kia sau đó mở tờ giấy được cuộn lại ở bên trong hắn lướt mắt nhìn sơ qua nội dung được viết trên đó hừ sắc mặt vũ hoàng có chút thay đổi trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ kỳ quái giọng nói lạnh nhạt vang lên Thật thú vị, thì ra là chuyện của Thánh Long bên Chu gia. Ta nhớ rõ hơn 10 năm trước phụ vương đã rót oán long độc vào trong cơ thể hắn, không ngờ mạng hắn lại dai đến vậy, vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Điện hạ, có cần cho người đi diệt trừ hắn hay không?" Người đang quỳ lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Vũ Hoàng chỉ cười giễu một cái rồi nói, "Đừng manh động, hiện tại chúng ta đang giao tranh với vương triều vạn thú, không cần để ý đến đại Chu đang kéo dài hơi tàn kia." Âm thanh của người mặc áo đen lại vang lên, "Nhưng tên Chu Nguyên kia, dù sao hắn cũng từng là người mang Thánh Long chi khí." hơn nữa còn được mọi người gọi là thánh long chu gia ngay khi gã vừa dứt lời thì thấy vũ hoàng lạnh lùng nhìn qua gã lập tức im lặng không dám nói thêm gì nữa chỉ thấy vẻ mặt vũ hoàng vẫn hờ hững như cũ nhưng long khí phía sau lưng hắn đang bốc lên dáng vẻ cực kỳ cao quý hắn bình thản nói ngươi nói sai rồi trung nguyên không phải là thánh long chân chính nếu hắn thật sự là thánh long vậy vũ gia chúng ta làm sao có thể giành được từ trong tay bọn hắn số mệnh thánh long vốn là của ta còn hắn chẳng qua chỉ là một sai số mà thôi hiện tại thì quỹ đạo khôi phục lại trạng thái trước đây sai lầm cũng đã sửa lại cho nên tên đó chỉ là thánh long giả mạo thôi bởi vì hắn lấy số mệnh không thuộc về bản thân khiến cho hắn và cả đại chu phải trả giá đắt mà bản thái tử mới chính là thánh long thật sự cho nên thánh long khí mới có thể trở về trên người của ta sau đó hắn nhìn bóng đen đang quỳ phía dưới một lát rồi nói tiếp cho nên ngươi đừng có nhầm lẫn thêm lần nào nữa không phải ta cướp đoạt số mệnh thánh long của hắn mà do hắn cầm đồ của ta ta chỉ lấy lại thôi cái này gọi là vật quy nguyên chủ ngươi đã hiểu rồi chứ nhìn vẻ mà tươi cười của vũ hoàng gã run hết cả người lập tức cung kính hô vâng. Sau khi nói xong, Vũ Hoàng ném ống trúc trong tay, hắn hở hững nói, tên Thánh Long giả mạo này đang làm gì thế nhỉ? Đạt Thông Lục Mạch, ngươi có biết không, chỉ với chút sức mạnh nhỏ bé ấy thì hắn còn không có tư cách đứng trước mặt ta đâu. Nghe vậy, gã áo đen cung kính hùa theo lời hắn, đúng vậy, tiện hạ ngài mới chính là Thánh Long, so với ngài thì tên Chu Nguyên giống như con sâu cái kiến không đáng nhắc tới. Lúc này Vũ Hoàng mới hài lòng mà cầm những tấu sơ khác lên xem, hắn nói tiếp, mấy ngày sau ta sẽ bắt đầu chuyên tâm tu luyện chuẩn bị cho cuộc đấu thánh tử của đại lục thương mang sắp tới đây mới thật sự là đại khí vận sự may mắn hiếm có còn chuyện của tên thánh long giả này sau này không cần báo cáo nữa vâng gã đáp vũ hoàng nhìn tấu trương trong tay một chút rồi nói có điều bây giờ ta đã biết chuyện này cũng không thể xem như không có gì xảy ra ngươi cho người truyền lời đến tề gia đồng thời trợ giúp tề gia một chút nếu bọn họ có thể lật đổ được chu gia thì chúng ta đỡ phí sức lực tránh cho lời thề năm xưa mà phụ vượng lập ra làm vướng bận tay chân hắn cười một tiếng xem như cho tên đó một bài học để sau này hắn cứ thành thật là một tên tàn phế là được rồi một lời lạnh lùng từ trong miệng vũ hoàng thốt ra giống như có thể quyết định vận mệnh sống còn của đại chu vậy do đó hắn nhìn gã áo đen phía dưới cười nói người có thấy không đây mới là chân long thật sự một lời quyết định sinh tử đồng thời cũng quyết định sự hưng vong của một quốc gia trong hương các ở vương cung đại chu yêu yêu ngồi trước gương ôm thôn thôn lười biếng trong lòng mái tóc dài màu xanh xõa xuống tới hông trong mặt gương phản chiếu một gương mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng sau lưng yêu yêu tần ngọc đang giúp cô trải tóc thân tình nét mặt dịu dàng từ khi yêu yêu vào vương cung tần ngọc rất quý cô gần như coi cô là con gái mà yêu yêu tuy rằng tính tình lạnh lùng nhưng khi đối mặt với sự dịu dàng nhiệt tình của tần ngọc thì cũng trở nên nhu hòa rất nhiều vì vậy quan hệ của hai người ngày càng thân thiết đẹp quá tần ngọc chỉ giúp yêu yêu buộc mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa búi cao nhưng đã mang đến cảm giác thanh xuân đầy sức sống cho cô gái lạnh lùng này khiến người khác kinh ngạc cảm ơn tần di yêu yêu mỉm cười nói tần ngọc sờ đầu thiếu nữ nói, đừng khách sáo, nếu con ở trong vương cung mà thấy buồn chán quá thì để gì bảo Trung Nguyên dẫn con ra ngoài chơi một chút. Yêu yêu khẽ gật đầu, thôn thôn nằm trong lòng cô bỗng dưng mở to mắt, sủa nhẹ một tiếng về phía cửa, sau đó hóa thành một cái bóng lao ra, lao vào ngực của bóng người đang bước vào. Hơ, Trung Nguyên vừa bước vào cửa đã ôm bụng kêu một tiếng, thôn thôn vừa ở trong ngực hắn lại vòng ra sau, cắn lấy cổ áo hắn quật sang hai bên, mạnh đến nỗi khiến Trung Nguyên suýt ngã. Đừng quật, đừng quật. Trung Nguyên mắng một tiếng, thị nữ sau lưng đưa lên một khay thịt nguyên thú khô đã được ấp ra vị tỉ mỉ đến lúc này thôn thôn mới nhà cổ áo hắn lao đến khay thịt hít mắt bắt đầu hưởng thụ tiểu xúc sinh này thật sự xem ta là phiếu cơm rồi sao trung nguyên thấy bộ dáng này của thôn thôn lập tức tức giận tới mức nghiến răng dạo này mỗi lần tiểu xúc sinh này trông thấy hắn ánh mắt hắn đều xám lại mấy con cứ trò chuyện đi ta sẽ không quấy giày tần ngọc cười hít mắt nói sờ đầu trung nguyên chậm rãi bước đi bàn tay như bạch ngọc của yêu yêu vuốt đôi ngựa nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi gật một cái quét mắt về Chu Nguyên. Chu Nguyên cười hắc hắc, móc từ tay áo ra một bình ngọc đỏ thẫm, nói có chút đau lòng, khẩu vị của tỷ càng ngày càng xào quyệt, đệ phải tốn hơn một nghìn nguyên tinh mới mua được chai xích linh tử này đấy. Yêu yêu vươn tay đón lấy bình ngọc, người nhẹ một cái, đôi mắt đẹp sáng lên rồi mỉm cười nhìn Chu Nguyên, nói, làm gì có chuyện ngươi đột nhiên ăn cần như thế, nói đi, người muốn làm gì? Chu Nguyên cười cười xấu khổ, thành thật nói, yêu yêu tỷ, đệ sắp đả thông đệ thất mạch rồi, có lẽ cũng không xa để bắt mạch nữa nếu đệ đà thông bát mạch thì sẽ có thể bước vào dưỡng khí cảnh đến lúc đó thì phải tu luyện công pháp rồi hóa ra là muốn công pháp thế nào người chứng mắt viêm lôi quyết của hoàng thất nhà ngươi à yêu yêu khẽ cười một tiếng bàn tay nâng nâng má cô quay đầu suy nghĩ một chút rồi nói công pháp thì có nhưng phải xem ngươi lựa chọn thế nào chu nguyên khẽ giật mình nói ý tỷ là sao yêu yêu duỗi tay đè chặt bên hông chỗ đó có treo một túi thơm rất tinh xảo đây là túi càn khôn bên trong có không gian nhưng vật này hơi hiếm có ít nhất là đến cả bảo khố của hoàng thất cũng không có nổi vài cái mà không gian bên trong nó cũng rất lớn mấy trượng đến vài chục trượng túi càn khôn lóe lên một ngọc sàn màu đen xuất hiện trên tay yêu yêu đây là công pháp mà hắc gia để lại đây là thiên nguyên điền có thể tu thành nguyên khí thất phẩm nguyên khí thất phẩm đồng tử chu nguyên co rụt lại hoảng sợ không nói nên lời trên mặt đầy vẻ rung động nguyên khí thất phẩm đừng nói là hắn đến cả phụ phương chu kình của hắn chỉ sợ là cũng chưa bao giờ thấy được nguyên khí phẩm giai này công pháp đẳng cấp này e là dùng toàn bộ vương triều đại chu cũng không đổi nổi hô hấp trung nguyên rồn rập ánh mắt đã đỏ lên nhưng dù sao hắn cũng là người có định lực cũng không đóng vội đoạt lấy ngọc giản kia mà lại hít sâu một hơi hỏi yêu yêu còn có sự lựa chọn khác sao nếu như yêu yêu đã nói mình phải chọn thì tất nhiên sẽ có những lựa chọn khác mà có thể so sánh với thiên nguyên điển thì chắc cũng không hề kém đây yêu yêu nghe vậy lại trầm mặc một lúc rồi bàn tay như ngọc đặt nhẹ vào túi càn khôn sau một khắc chỉ thấy một đoạn xương vỡ xuất hiện trong tay nàng mảnh xương này đã vỡ tan nát phía trên còn có vết dạn mờ mờ nhưng ngay lúc nó xuất hiện lại phát ra một sự áp bách không thể nào hình dung được dường như làm cho nguyên khí đang lưu động trong người trung nguyên bỗng ngưng trệ giống ở phía sau thôn thôn đang hưởng thụ thịt khô cũng dựng lông lên mãnh liệt nhào tới trước người trung nguyên gào to về phía mảnh xương vỡ này trên thân thể nó có hào quang đỏ thẫm ẩn hiện hiển nhiên là mảnh xương vỡ này khiến thôn thôn cảm thấy bị uy hiếp đây là cái gì trung nguyên cũng bị mảnh xương thần bí này mang đến sức ép không nhẹ hoảng sợ hỏi trong mảnh xương vỡ này có ghi một công pháp tên là tổ long kinh cặp môi đỏ mọng của yêu yêu hé mở nói truyền thuyết kể rằng khi thế giới này được tạo ra từng có một sinh linh ra đời gọi là tổ long có thể thôn thiên diệt đại là tồn tại trí cao cuối cùng tổ long thân hóa vạn vật từ đó về sau có rất nhiều sinh mệnh xuất hiện trong thế giới hỗn độn nó còn mạnh hơn thiên nguyên điển ư trung nguyên nói yêu yêu chậm rãi đáp khi mới bắt đầu tu luyện nó chỉ có thể tu ra nguyên khí ngũ phẩm thôi nguyên khí ngũ phẩm trung nguyên nhướng mày tổ long kinh có có bốn trọng đệ nhất trọng là nguyên khí ngũ phẩm thông thiên huyền mãng khí đệ nhị trọng là nguyên khí thất phẩm chấn thế thiên giao khí đệ tam trọng là nguyên khí cửu phẩm càn khôn thánh long khí tiếng nói của yêu yêu nhẹ nhàng nhưng lại không khác gì sấm nổ bên tai chu nguyên khiến da đầu hắn run lên toàn thân run rẩy nguyên khí cửu phẩm giọng nói của chu nguyên run rẩy nguyên khí trong trời đất chia ra làm cửu phẩm vậy thì nguyên khí cửu phẩm đã là mạnh nhất nếu như có thể tu thành thì không biết sẽ cường đại đến mức nào không đúng không phải thì nói có tứ trọng sao Chu Nguyên trượt cả kinh, đệ tam trọng của công pháp này đã là nguyên khí cử phẩm, vậy thì đệ tứ trọng sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Đôi mắt đẹp của yêu yêu lúc này dường như trở nên thâm sâu hơn, sau đó, nàng nhẹ gật đầu, giọng nói linh hoạt kỳ ảo nói, bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Đệ tứ trọng là tổ long khí chân chính, còn hơn cả cửu phẩm. Trung Nguyên ngã ngồi đặt mông lên mặt ghế, trợn mắt há hốc mồm, lầm bẩm: trên đời này còn có công pháp vượt ra ngoài cử phẩm. Công pháp này đã vượt qua nhận thức của Trung Nguyên, thậm chí hắn còn hoài nghi rằng trên đời sao lại có công pháp nghịch thiên như thế. Chẳng lẽ cũng bởi vì công pháp này mà sư phụ thương uyên và yêu yêu luôn bị kẻ địch thần bí đuổi giết, luôn phải lần trốn sao? Yêu yêu chậm rãi nói, thiên địa huyền ảo, người ta nói nguyên khí chỉ có cổ phẩm chỉ là nói thế mà thôi, người chưa từng nghe thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng tổ long kinh này dù rất cường đại nhưng độ khó khi tu luyện cũng cao chưa từng có. Hơn nữa, một khi tu luyện tổ long kinh thì sẽ không đổi sang tu luyện công pháp khác được nữa, nếu không sẽ bị cắn trả. Công pháp này thật bá đạo. Nghe đến đó, sắc mặc trung nguyên không nhịn được mà biến đổi một khi đã tu luyện chính là chặn tất cả các con đường khác chỉ có thể tiếp tục tu luyện tổ long kinh mà thôi yêu yêu khẽ gật đầu nói và lại nếu muốn tu luyện công pháp này thì phải thỏa mãn một điều kiện điều kiện gì yêu yêu liếc nhìn trung nguyên nói phải phụ thuộc vào số mệnh rồng phụ thuộc vào số mệnh rồng trong truyền thuyết tổ long hóa thân thành trăm vạn sinh linh mà có một số người may mắn khi ra đời sẽ có dị tượng giống như con rắn cá chép mãng xà dao long đều coi là thuộc số mệnh rồng. Nếu như có số mệnh rồng, điều này có nghĩa là trong thân thể người đó có một tê tổ long khí, là một thiên phú dị bẩm. Mà nếu muốn tu luyện tổ long kinh, thì tê tổ long khí này chính là vật dẫn cần có. Thế nhưng, tuy rằng có thể mở ra nhưng có cực kỳ ít người có thể tu thành. Đừng nói là tứ trọng, coi như là tam trọng thì trước giờ cũng chỉ có một người tu thành. Yêu yêu nhìn chăm chăm vào Trung Nguyên, tiếp lời, mà ngươi chính là số mệnh thánh long, tổ long khí trong cơ thể ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu người tu luyện tổ long kinh, không thể nói trước được có một phần khả năng thành công nhưng cũng khó nói có thể tu thành mấy trọng nhưng đáng tiếc là số mệnh thánh long của người đã bị cướp đoạt tổ long khí cũng bị mãng xả tước của đại vũ đoạt đi trung nguyên không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm cười khổ nói nói như thế sợ là đệ không có duyên với tổ long kinh này rồi hắn không khỏi cảm thấy uể oải dù sao thì ai thấy một môn công pháp nghịch thiên chạy đi trước mắt mình chỉ sợ là cũng không thể chấn định được nhưng yêu yêu lại lắc đầu vươn tay ngọc nắm lấy bàn tay Chu nguyên thản nhiên nói cũng chưa chắc chu nguyên nghi hoặc nhìn cô yêu yêu chậm rãi mở bàn tay chu nguyên ra chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một đoàn huyết hồng tàn ra ý oán hận ác độc khiến người ta phát lạnh yêu yêu chỉ vào đoàn huyết hồng kia nói tên vũ vương kia thật ngu muội cho rằng phong ấn oán hận của số mệnh thánh long trong người ngươi là có thể tạo ra oán độc khiến ngươi cả đời không thoát ra được nhưng hắn vẫn không biết rằng oán long độc này cũng là một tên tổ long khí đồng tử chu nguyên co lại ý của tỷ là yêu yêu gật đầu đáp ngươi có thể dùng oán độc làm vật dẫn mở ra tổ long kinh vì thế ngươi có thể tu tổ long kinh này đôi mắt sáng của yêu yêu lặng lặng nhìn vào trung nguyên giọng nói kỳ ảo vang lên nếu vậy lựa chọn của ngươi là hiện tại ngươi chọn loại nào ngồi bên trong hương lâu ánh mắt yêu yêu trong veo nhìn chăm chú vào trung nguyên mà đôi môi đỏ mỏng hé mở nói ra một câu khiến trong lòng trung nguyên đấu tranh không ngừng ánh mắt liên tục dao động hai loại nguyên thuật này thật khiến người khác khó mà chọn lựa được nếu như hắn muốn tu luyện theo con đường an toàn chắc chắn nhất thì sẽ chọn thiên nguyên điền chỉ cần phẩm chất nguyên khí của hắn đạt thất phẩm thì cho dù đối thủ có cùng cấp bậc với hắn, hay kẻ có cấp cao hơn hắn, chỉ dựa vào phẩm chất nguyên khí cũng có khả năng đánh lại bọn họ. Còn Tổ Long Kinh thì không thể chắc chắn được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Theo như những gì Yêu Yêu vừa nói thì Trung Nguyên có thể cảm giác được công pháp tu luyện Tổ Long Kinh này rất khó để có thể luyện thành, thậm chí có khả năng cả đời này hắn chỉ có thể ở tầng thứ nhất, không thể tăng lên tầng thứ hai được, mà nguyên khí của tầng này chỉ đạt ngũ phẩm, không thể nào thỏa mãn được sự ham muốn sức mạnh trong lòng Trung Nguyên. Ngoài ra, công pháp này còn đặc biệt ở chỗ chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện tổ long kinh thì không thể thay đổi nếu hắn tu luyện những công pháp khác đến một lúc nào đó bản thân hắn phát hiện nó không thích hợp với mình thì hắn vẫn có thể thay đổi tu luyện loại khác trong khi tổ long kinh này lại khác chỉ cần chu nguyên tu luyện một ngày thì không thể nào ngừng lại hắn chỉ còn cách tiếp tục tu luyện cho dù có kết quả hay không tổ long kinh chỉ cho phép tiến lên phía trước lựa chọn này cần rất nhiều dũng khí và sự quyết đoán tuy rằng con đường tu luyện tổ long kinh vô cùng khó khăn nguy cơ rất nhiều nhưng sự phát triển của nó thì không thể tính toán được khi nghĩ đến điều này trong lòng Chu Nguyên cực kỳ rung động, khiến hắn không thể bỏ qua được. Vì thế mới xuất hiện tình huống như thế này, mặc dù thường ngày Chu Nguyên làm việc đều quả quyết nhanh chóng nhưng hiện tại hắn lại phân vân lựa chọn giữa hai loại công pháp, nét mặt hắn do dự nên vẫn chưa chọn được bản thân sẽ tu luyện loại nào. Mà Yêu Yêu ngồi bên cạnh cũng không hề lên tiếng hối thúc hắn, cô chỉ im lặng chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Sự im lặng bên trong hương lâu kéo dài được một lúc thì bị tiếng thở dài của Chu Nguyên đánh tan. Lúc này Chu Nguyên mới mở mắt nhìn về phía Yêu, "Yêu, hắn chậm rãi nói ra quyết định của mình, "Ta muốn luyện Tổ Long Kinh Khi yêu yêu nghe thấy sự lựa chọn của Trung Nguyên, ngón tay cô chợt run lên, trong lòng cô cảm thấy lựa chọn này của hắn ngoài dự đoán của bản thân. Thực tế nhìn vào thì tu luyện thiên nguyên điển an toàn hơn Tổ Long Kinh rất nhiều. Trung Nguyên nhìn thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của yêu yêu, hắn giải thích, yêu yêu tỉ, ta chọn Tổ Long Kinh bởi vì ta không muốn chuyện lúc xưa lại xảy ra, ta không muốn mình lại chứng kiến cảnh người khác cướp đi đồ của mình, còn gây tổn thương cho người thân bên cạnh mà ta lại không thể làm gì được. Hắn nhớ đến những lần nhìn thấy gương mặt mẫu hậu hắn, tần ngọc trở nên tái nhợt, trong lòng trung nguyên lại đau như bị dao cứa hắn biết rõ nếu không nhờ có tần ngọc không ngừng lấy máu tươi rót vào cơ thể hắn thì chỉ sợ hơn 10 năm trước hắn đã chết rồi ngoài ra còn có phụ vương hắn chu kình không những bị đại thần phản bội vương triều bị đoạt mất mà ngay cả cánh tay ông cũng vì bảo vệ cho hắn mà bị kẻ khác chặt đứt trong suốt thời gian qua ông luôn bị dằn vặt vì ông không thể bảo vệ được gia đình mình tất cả những điều này cũng vì họ không đủ mạnh sau này ta phải đối mặt với kẻ thù đòi lại những gì đã mất mà ta cũng muốn bảo vệ người nhà ta tránh khỏi tổn thương cho nên ta rất cần sức mạnh lớn nhất. Ta phải trở nên mạnh mẽ đến mức không một ai dám đụng đến những người mà ta quan tâm. Thiên nguyên điển rất mạnh nhưng nó không thể khiến ta trở nên cường đại nhất vì thế. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía yêu yêu, hắn gần từng chữ, ta muốn tu luyện tổ long kinh. Nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm trong mắt Trung Nguyên, yêu yêu gật đầu một cái rồi cầm mảnh xương đưa cho hắn. Trung Nguyên vươn tay cầm lấy nhưng yêu yêu vẫn giữ lấy mảnh xương vỡ đó. Trung Nguyên, từ khi ngươi lựa chọn nó thì ngươi đã không còn đường lui nữa, cho nên sau này có chuyện gì ngươi có hối hận cũng không kịp gương mặt yêu yêu trở nên cực kỳ nghiêm túc cô nói chu nguyên cười đáp yêu yêu tỷ từ nhỏ ta đã chịu tra tấn của oán long độc không thể khai mạch tu luyện đồng thời cũng nhận ra lòng người nóng lạnh như thế nào cho nên ta hiểu rõ sự kiên cường của bản thân tuy con đường này khó đi nhưng ta nhất định sẽ đi đến đích giọng nói chu nguyên tràn đầy sự quyết tâm bên trong không hề lộ ra nửa điểm do dự sau đó tay hắn dùng sức một chút rút khúc xương ra khỏi tay yêu yêu rồi cẩn thận cất vào trong ngực mình trong tu hành điều quan trọng nhất chính là tâm tính của bản thân mà những việc xảy trong thời gian qua làm cho chu nguyên hiểu rõ nếu hắn muốn có sức mạnh to lớn thì nội tâm hắn nhất định phải cực kỳ kiên quyết đã xác nhận được mục tiêu thì phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó cho nên hắn rất có lòng tin bản thân sẽ làm được yêu yêu thấy chu nguyên đã cất mảnh xương vào trong ngực cô khẽ thở dài một tiếng rồi nói nếu ngươi muốn tu luyện tầng thứ nhất của tổ long kinh thì ngươi phải chuẩn bị bốn loại nguyên tài tài liệu mới có thể tu luyện thành công yêu yêu lấy ra một tờ giấy đưa cho chu nguyên xem khi hắn nhìn thoáng qua chỉ thấy nét chữ xinh đẹp trên tờ giấy nhưng đến khi hắn nhìn kỹ nội dung bên trong vẻ mặt có chút co giật thôn nguyên thạch thiên kim tủy cửu u huyền tuyền tinh thú hồn của nguyên thú mãng xả tứ phẩm từng loại nguyên liệu này khiến giọng nói hắn có chút kinh sợ mà bàn tay đang cầm tờ giấy cũng không nhịn được mà run lên thôn nguyên thạch thiên kim tủy và cửu u huyền tuyền tinh ba thứ này đều là nguyên liệu cực kỳ hiếm có ngay cả hoàng thất của hắn chỉ có một ít thiên kim tủy mà thôi khi rèn nguyên binh chỉ cần cho một giỏ thiên kim tủy cũng có thể khiến nguyên binh ngày càng sắc bén ngay cả cấp bậc nguyên binh cũng tăng theo có thể thấy thiên kim tùy cực kỳ quý giá hơn nữa loại thứ tư mới thực sự làm cho chu nguyên cảm thấy sợ hãi nhất chính là thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm một con mãng xà tứ phẩm có thể đấu ngang với cường giả thái sơ cảnh mà cường giả thái sơ cảnh ở đại chu cũng chỉ có vài người bây giờ bảo hắn đi kiếm thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm khác nào bảo hắn đi đánh nhau với một vị cường giả thái sơ cảnh mức độ khó khăn của đám nguyên liệu này khiến trong lòng chu nguyên cũng run lên người tu hành ở thế giới này sau khi tiến vào dưỡng khí kỳ nếu bọn họ muốn tu luyện ra nguyên khí của bản thân thì phải lấy bản thân làm lò luyện, hấp thụ nguyên khí tinh khiết nhất để làm nguyên liệu chính, công pháp chính là công thức, còn nguyên tài chỉ là phụ liệu, dựa theo bản vẽ mà luyện chế nguyên khí lẫn nguyên tài bên trong cơ thể, đồng thời phải dung hợp nguyên liệu với phụ liệu, sau đó lại luyện chế thêm lần nữa mới có thể tu luyện ra nguyên khí của bản thân. Tất cả những thứ này, một cái cũng không thể thiếu, cho dù là phụ liệu cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại ngươi thấy thế nào? Lúc này hối hận thì vẫn còn kịp. Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Chu Nguyên, yêu yêu không nhịn được cười một tiếng rồi nói nghe yêu yêu hỏi vậy hắn cười khổ một tiếng quả thật trong lòng hắn có chút hối hận đây mới là tầng thứ nhất của tổ long kinh thôi mà đã cần những loại nguyên tài cực hiếm như thế thì hắn không dám nghĩ đến tầng thứ hai thứ ba thậm chí là tầng thứ tư sẽ cần đến loại gì nữa hiện tại hắn mới hiểu được sự khó khăn khi tu luyện tổ long kinh chỉ cần nhìn vào điều kiện cũng đủ khiến người khác chỉ dám mơ ước không dám tu luyện rồi có điều ánh mắt trung nguyên lập tức lộ ra sự quyết tâm hắn nói ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm mấy loại nguyên tài này nếu bản thân hắn đã quyết định thì sẽ không từ bỏ còn không thì từ lúc bắt đầu đã không lựa chọn công pháp này trên gương mặt xinh đẹp của yêu yêu cũng lộ ra vẻ khen ngợi đối với sự kiên định của hắn cô nói nếu ngươi không muốn sau khi bản thân tiến vào dưỡng khí kỳ mà bản thân chỉ có thể dùng nguyên khí cấp thấp nhất đi đấu với người ta thì ngươi nên nhanh chóng sưu tầm đủ mấy loại này nguyên khí cấp thấp không phải từ công pháp tu luyện ra thì sẽ không có thuộc tính cũng như hiệu quả đặc biệt ngay cả sức chiến đấu cũng kém sang nguyên khí của công pháp chu nguyên cười khổ gật đầu hắn nghĩ hắn lại phải làm phiền chu kình rồi bởi vì thực lực hắn lúc này không thể nào tìm được hết những loại nguyên tài này. Ngày thứ năm sau khi đạt được tổ long kinh, mạch thứ của Chu Nguyên rút cuộc cũng đã thông hoàn toàn. Không thể nghi ngờ đây là chuyện làm cho khoảng cách của hắn đến dưỡng khí cảnh gần thêm một bước, đồng thời hắn lại càng nôn nóng đối với tài nguyên cần có để tu luyện tầng thứ nhất tổ long kinh. Trong điện, phụ vương, tài nguyên tu luyện mà con muốn đã chuẩn bị xong chưa? Chu Nguyên vừa tiến đến vừa dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm vào Chu Kình. Mà Chu Kình sau khi nhìn thấy ánh mắt kia của Chu Nguyên cũng nhịn không được mà cười khổ một tiếng, nói, tên tiểu tử này, con thực sự nghĩ bảo khố của hoàng thất chúng ta cái gì cũng có hay sao bốn loại tài nguyên tu luyện mà chu nguyên cần kia đến cả chu kình nghe xong cũng muốn run bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hơn nữa tài nguyên tu luyện con cần có thật sự chỉ là dùng để tu luyện nguyên khí cấp năm không kiến thức của chu kình có phần rộng rãi dù là nguyên khí cấp năm cũng không phải là chưa từng thấy nhưng các tài nguyên tu luyện mà những nguyên khí cấp năm hắn đã từng tiếp xúc cần đến đều không hiếm có cao cấp giống như chu nguyên muốn chu nguyên cười khan một tiếng bởi vì yêu yêu đã từng nói qua phải giữ bí mật về tổ long kinh vì vậy hắn chỉ nói với chu kình là hắn muốn tu luyện một cái công pháp nguyên khí cấp năm bình thường chu nguyên buồn rầu hỏi bảo khố hoàng thất cũng không gom đủ sao chu kình bất đắc dĩ hít một tiếng lấy từ phía sau ra một cái hộp ngọc mở ra bên trong có một cái bình ngọc óng ánh sáng long lanh trong bình ngọc tràn đầy nước mà trong nước là một giọt chất lỏng bồng bềnh sền sệt màu vàng đang chậm rãi xoay tròn đây là thiên kim tủy mà bên cạnh bình ngọc còn có một viên tinh thạch màu đen tinh thạch che kín lấy lỗ hồng có một luồng hàn khí kinh người phát ra từ bên trong làm cho không khí ngừng kết băng xương, đồng thời dường như có dòng nước đang chảy bên trong tinh thạch, phát ra thành âm rầm rầm. đây là cửu u huyền tuyền tinh. chu kình chỉ vào hộp ngọc rồi nói, chúng ta có vào trong bảo khố hoàng thất thì cũng chỉ có hai cái loại này thôi. chu nguyên gãi gãi đầu, chưa có thôn nguyên thạch và hồn nguyên thú mãng trúc tứ phẩm sao? chu kình tức giận chừng mắt lướt hắn một cái, nói, tiểu tử tham lam, bốn thứ tài nguyên tu luyện mà con muốn, nếu như bàn về giá trị thì chỉ sợ rằng bằng gần 50 vạn nguyên tinh rồi hơn nữa còn có loại mà có rất nhiều tiền cũng không mua được, mà một năm bọn hán thu thuế của Đại Chu cũng chỉ mấy trăm vạn mà thôi, bởi vậy có thể thấy được giá trị của bốn loại tài nguyên tu luyện Chu Nguyên cần này cao thế nào. Chu Nguyên cười cười xấu hổ, 50 vạn nguyên tinh thật sự là một con số rất kinh khủng rồi, số tiền này cơ bản là có thể mua được một thanh huyền nguyên, nguyên binh thượng phẩm ở phòng đấu giá rồi, mà huyền nguyên, nguyên binh thượng phẩm trong hoàng thất cũng chỉ có cửu viêm thương trong tay Chu Kình thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Nguyên mặt mày ủ rũ, nếu như không sưu tập được bốn loại tài nguyên tu luyện này, thì hắn sẽ không có cách tu thành tầng thứ nhất tổ long kinh thông thiên huyền mãng khí chu kình cao mày trầm tư một cái rồi nói nhưng mà ta lại có nghe nói qua về thôn nguyên thạch kia a à, hai mắt trung nguyên sáng lên chỉ cần có tin tức thì thể nào cũng nghĩ được biện pháp chu kình nói trong phủ đại tướng quân có một viên thôn nguyên thạch loại đá này có thể không ngừng thanh lọc nguyên khí trong thiên địa vì vậy chỉ cần trong phòng đặt một viên như vậy thì có thể gia tăng hiệu suất tu luyện đại tướng quân vệ thương lan trung nguyên khẽ giật mình thật là trùng hợp hắn rất nhanh sẽ phải lên đường tiến về phía quận thương lan rồi Ừ, nhưng mà vật ấy rất quý giá, có thể đạt được từ tay đại tướng quân hay không thì phải dựa vào khả năng của chính con rồi. Chu Kình tỏ vẻ lực bất tòng tâm, dù sao hắn cũng không thể cưỡng ép đại tướng quân đem thôn nguyên thạch cho Chu Nguyên được. Con sẽ nghĩ biện pháp thử xem. Chu Nguyên gật gật đầu, ít nhất cũng có tin tức, còn sau này đạt được như thế nào thì lúc ấy lại nghĩ biện pháp. Còn nguyên thú hồn mãng trúc tứ phẩm kia thì sao đây? Chu Nguyên lại nhìn chằm chằm vào Chu Kình. Chu Kình nghe vậy, lập tức có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, nguyên thú hồn mãng trúc tứ phẩm, nguyên thú đẳng cấp này ngay cả ta đối phó nó còn khó mà con còn muốn cái thú hồn đó à thứ này ta cũng chỉ là nghe nói qua nhưng ta sẽ giúp con tìm xem với cả nếu còn muốn đi quận thương lan chỗ đó rất gần hắc uyên bên trong hắc uyên có bao nhiêu nguyên thú còn không rõ có vô số nguyên sư săn giết nguyên thú tại đó nói không chừng vận khí của người tốt còn có thể gặp trung nguyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng xem ra hai cái tài nguyên tu luyện còn lại này đều phải đi quận thương lan thử vận may rồi phụ vương khi nào thì chúng ta xuất phát trung nguyên lại hỏi hắn hiện tại trong đầu đều là muốn tranh thủ thời gian sưu tập đầy đủ hết hai loại tài nguyên tu luyện còn lại sau đó luyện xong tầng thứ nhất tổ long kinh thông thiên huyền mãng khí nhìn thấy cái bộ dáng không thể chờ đợi được của chu nguyên chu kình cũng là bất đắc dĩ cười nói năm ngày sau ta sẽ để lục thiết sơn xuất lĩnh một chi cấm quân để bảo hộ con tiến về phía quận thương lan thời gian nhanh chóng trong nháy mắt đã trôi qua bốn ngày đêm ngày thứ tư trên giường chu nguyên hai mắt nhắm nghiền mi tâm lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mơ hồ như là một đạo hư ảnh đang ngồi xếp bằng đúng là thần hồn của Chu Nguyên. Oanh oanh, mà lúc này ở bên trong mi tâm của hắn cũng truyền ra tiếng nổ vang, đó là hỗn độn đại ma đang chuyển động, hiển nhiên là Chu Nguyên đang vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp để rèn luyện thần hồn của bản thân. Từ khi tu hành hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đến nay cũng đã hơn nửa năm, thần hồn của Chu Nguyên cũng ngày ngày không ngừng được tôi luyện, dần trở nên thêm cứng cỏi, mạnh mẽ. Trong tinh không hỗn độn, Ban bác thần ma nhìn không thấy đầu cuối chậm rãi chuyển động, dù là đồ vật gì bị đưa vào trong đó cũng đều bị nghiền nát thành hư vô mà lúc này ở bên trong đại ma kia có một hư ảnh giống như là thần hồn đang cực khổ trào trống hai cái cối sai cao thấp chậm rãi nghiền ép trên thân hắn mỗi một lần nghiền ép đều làm hư ảnh kia không ngừng run rẩy dường như là thừa nhận sự đau đớn vô cùng mà khi hư ảnh đang kiên trì chịu đựng sự đau khổ này đột nhiên lại có hai cái cối sai chậm rãi chuyển động lên hai đạo vết tích màu vàng dựng thẳng đúng vào lúc này lại trùng hợp với nhau thần ma cửu truyền nhất trọng thiên trải qua hơn nửa năm tôi luyện thần hồn của Chu Nguyên rút cuộc vào lúc này cũng đã kiên trì hoàn thành xong thần ma nhất truyền. Giặc giặc, kim sắc hợp lại, hư ảnh thần hồn Chu Nguyên rút cuộc đạt đến cực hạn, trực tiếp vỡ tan, nhưng rất nhanh lại có chấn động vô hình hội tụ ở phía trước thần ma, một hư ảnh chậm rãi hiện lên. Đúng là thần hồn của Chu Nguyên, mà lúc này, thần hồn của hắn hai mắt nhắm nghiền, không thể nghi ngờ là ngưng thực hơn rất nhiều so với lúc trước, một cỗ chấn động kỳ lạ từ bên trong thần hồn hư ảnh truyền ra. Trong phòng, Chu Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lại có thêm một vòng hào quang bắn ra chỗ mi tâm thần hồn của hắn chấn động đột nhiên bắt đầu tăng cường hư cảnh trung kỳ trung nguyên cảm thụ được thần hồn nhảy động ở mi tâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như tiên hơn nửa năm tu luyện suốt cuộc thần hồn của hắn cũng đột phá hư cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ mà tới được cái cấp độ này lực lượng của thần hồn cũng có thể phóng ra ngoài có thể thi triển một ít thần hồn công kích giống như hồn châm văn mà tề nhạc đã thi triển tại thác nước ngọc linh ngày đó bình thường những chiêu bất ngờ như thế này cũng có thể có hiệu quả cực kỳ tốt đương nhiên, quan trọng nhất là nếu thần hồn đã đến hư cảnh trung kỳ, thì trung nguyên có thể bắt đầu học tập khắc nguyên văn nhị phẩm. sức mạnh của nguyên văn nhị phẩm, coi như địch nhân là dưỡng khí cảnh đi nữa cũng cảm thấy kiêng kỵ nếu gặp phải. trung nguyên vốn vẫn còn nhức đầu vì hắn không cách nào tu thành thông thiên huyền mãng khí trong thời gian ngắn, nhưng trước mắt đã có nguyên văn trợ giúp nhị phẩm, coi như là đối mặt với những đối thủ tu thành công pháp nguyên khí dưỡng khí cảnh, hắn cũng có thể thoải mái không sợ gì. hô, trung nguyên thở một hơi thật dài, thân thể theo thời gian dần trầm tĩnh lại rốt cuộc cũng có thể an tâm đi tới quận thương lan rồi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người